Yeah, hi, chào anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình và sẽ lại tiếp tục với Minecraft Dragon Block C. Ok, thì trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với thần vũ trụ, đúng không? Cái ông thần mà phải đi qua cái con rắn hay là cái con rồng gì đấy, xong ở cuối đuôi con rồng là sẽ gặp ông ấy. Thì hôm nay mình sẽ đến gặp ông ấy, tại vì các bạn bảo là hình như ấy là đến gặp ông ấy thì chúng ta sẽ có thể biến được thành cái gì nhỉ? Biến thành siêu Saiyan Blue hay là cái gì đấy. Nói chung là một loại siêu Saiyan mới à. Mình chỉ biết mỗi siêu Saiyan bình thường thôi chứ không biết siêu Saiyan Blue hay gì cả. Nên là mình nói chung là rất là tò mò. Nên là mình sẽ quyết định là chúng ta sẽ đến gặp ông ấy. Nhưng mà trước tiên ấy thì mình sẽ làm một vài cái hay ho đã. Đây, bây giờ mình sẽ chế tạo cái Digital Watch. Đây là cái đồng hồ, tức là đồng hồ điện tử à. Ok, mình sẽ chế tạo nó tại vì đó, mình vẫn còn đủ tất cả đồ luôn. Rồi. À mà đúng rồi, tập lần trước ấy thì chúng ta đã bị thua mất 5 anh em siêu nhân đúng không? Mình tự nhiên là để lọt mất 2 thằng đấy, không biết trong về sau mình không tìm nó đâu. Nhưng mà cuối cùng thì cái nhiệm vụ đấy, đấy, đây, cái nhiệm vụ thì cuối cùng nó đã hủy cho mình rồi. Bây giờ là cái việc của mình là chỉ phải làm lại cái nhiệm vụ đấy thôi. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ làm nhiệm vụ ở cuối tập này, hoặc là nếu như không thì mình sẽ làm nó ở đầu tập sau. Tại vì tập này mình muốn là chúng ta sẽ nghiên cứu về cái loại siêu Saiyan Blue hay cái gì đấy. Mình không nhớ rõ đó là siêu Saiyan Blue hay là siêu Saiyan gì, nhưng mà nói chung là nó là một loại siêu Saiyan mới. Không phải là mới mà là siêu, là cái cấp siêu Saiyan cao hơn hay sao ấy. Thì ok, bây giờ là về thôi. Mình sẽ làm cái đồng hồ này đeo vào để xem giờ anh em ạ. Không thì mình hay là muộn giờ lắm. Đây rồi, da mình có rất nhiều luôn, mình giết quá là nhiều bò luôn đấy. Xong quả kéo này, đây chúng ta có quả kéo này. À, cái gì đây? Nếu như bạn cần cắt tóc thì bạn cần có cái dụng cụ này à. Ghê, vui vồn. Nhưng mà chung là mình vẫn còn đủ đúng không? Đây một cái kéo này. À đúng rồi, quên không khoe với anh em là sau khi kết thúc tập trước ấy thì mình đã đi loanh quanh xong tự nhiên kiếm được thêm một viên ngọc rồng nữa. Thế là bây giờ chúng ta có 30 ngọc rồng rồi và mình chỉ còn thiếu 4 viên nữa là chúng ta có thể triệu hồi được rồng lộn ra. Đấy, triệu hồi rồng lộn ra thì lúc đấy không biết mình cũng chưa nghĩ ra là mình sẽ ước cái nồi gì nữa. Nhưng chắc là mình sẽ nghĩ sau đi, vì chúng ta còn thiếu tận 4 viên nữa. Mà nói chung 4 viên thì tìm cũng không phải là dễ đâu. Khoái phết đấy, đẹp, thiếu gỗ mới đau chứ. Thôi đắng rồi. À quên đeo cái đồng hồ này, không biết cái đồng hồ này đeo như thế nào nhỉ. Oh. À, chỉ cần để vào trong người là nó tự đeo anh em ạ. À, thời trang phết. Nhưng không biết xem giờ kiểu gì nhỉ. Không biết ấn vào nút nào để xem giờ đây. Hơi bị khoai rồi nha. Ờ, không sao, bây giờ mình sẽ cứ đeo nó vào trong người này thôi. Còn cái kéo này thì bây giờ mình sẽ phải chặt đi chặt gỗ rồi. Đấy, đeo đồng hồ vào để đi tán gái. Đó, đâu rồi? Gỗ, mình sẽ bay lên trên này. Đó. Rồi, bây giờ mình đã biết cách bay rồi. Bây giờ chúng ta không thèm đi phi thuyền nữa. Bay luôn cho nó cứng. Mình là siêu Saiyan cơ mà. Tại vì dù sao thì bay nó cũng không trừ của mình quá nhiều. Đâu nhỉ? Mà vấn đề là bay như này nó tiện hơn ấy. Ok. Rồi đây mình sẽ bay xuống dưới này đi. Ủa, zombie kìa. Ghê thật. Mấy con này lại bận cho quả Kamehameha này phát chết luôn. Mà thôi, con này không cần. Không xin nghe được mình. À, còn con đũi nữa. Bitch. Bây giờ thì mình sẽ chặt một. Tối quá nhỉ, trời có vẻ hơi tối đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ lấy một cái gỗ đã. Rồi. À, bây giờ đi ngủ trước đã. Chỗ này không đặt được. Chết rồi, chỗ này không đặt được giường chiếu rồi. Đây, bây giờ thì mình sẽ đi ngủ cái đã. Tại vì cái trời tối quá mình khó nhìn ấy. Mà hơn nữa là anh em cũng khó nhìn nữa, nên là đi ngủ trước đã rồi làm gì thì làm. Ok, bây giờ thì gỗ nào. Gỗ vân sàm. Chết rồi, vứt cái cân đổ vân như là đắng lắm đấy. Đặt cái này đi đã, mình cần phải để nó này. Rồi bây giờ thì mình sẽ chế tạo cái kéo. Cái kéo này để cắt tóc. Tại vì tóc tai mình cũng hơi dài quá rồi, nên là mình cần phải cắt tóc. À, một cái kéo. À đây, nó cho thay đổi kiểu tóc này. Đấy, phải thế chứ. À, cái kéo này có độ bền, mình cứ tưởng nó không có độ bền cơ.
À bây giờ nó chọc rồi. Để đầu chọc như này hay cho nó thời trang anh em. Để đầu chọc này là fan là như kiểu là fan của Phan Anh Tùng ấy. Phan Anh Tùng là tóc gió thôi bay. Này có tóc ở trong CDA vãi chưởng. Trông như gay như trông như gay ấy. Đó, là tóc bổ luống này trông đẹp này. Đó, này. Nói chung là nó chỉ như là chỉ là để cho mình thay đổi cái tóc sang cái dạng khác thôi, nhưng mà mấy kiểu là trông thốn vãi. Đẹp. Cái này thà có như không luôn đấy. Holy shit. Đây là tóc của mấy bà thím này. Ồ, đấy tóc bổ luống này trông đẹp trai này. Ai xệt thật. Để mình thấy cái tóc dài này vẫn là đẹp nhất luôn đấy. Và chắc là mình sẽ đổi sang kiểu đan trường 66 với 75 này. Còn đâu mỗi một tập mình sẽ đổi một kiểu tóc. Đấy, kiểu này để cho nó rực rỡ đi. Để màu màu đỏ nhá. Mình sẽ để màu đỏ. Đó, màu đỏ trông nó mới cứng. Cái này là cái gì đây? Oh, xẹt. Vừa chỉnh mất công vãi, tự nhiên lại ấn ngu vào lờ. Rồi đây, thì ta sẽ chỉnh lại màu đỏ. Màu đỏ đậm. Đấy, trông đẹp trai hẳn. Ok, để xem nó được chưa nào. Rồi, đó, hình tượng mới các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta từ từ đã. Vẫn còn thiếu, mình quên đấy. Sau khi đã đổi kiểu tóc xong thì bây giờ mình sẽ lên gặp cái ông kia bằng cách là chúng ta sẽ tự tay bóc dái, đó chính là tự vẫn. Nhưng mà trước khi đó thì chắc là mình sẽ làm một cái hòm đồ đã. Tại vì nói chung là mình không biết làm cách nào để khi mà mình sống ấy, khi mà mình trở về thế giới bình thường thì mình vẫn chơi tiếp được cái đồ này. Nên là để đề phòng ấy, nói chung là để đề phòng thôi. Thì mình cứ tạo đồ trước. Thì mình cứ tạo một cái hòm đồ rồi vứt hết cái tất cả các đồ của mình vào đấy. Fuck. Thiếu một cái chứ. Ghét thật. Nó thiếu nhiều không mình không thấy tức đâu, mà nó thiếu đúng một cái cơ. Ồ, má. À đúng rồi, và chúng ta vẫn là mình vẫn còn chưa tìm thấy ấy cơ. Vẫn còn chưa tìm thấy thấy nhà của Son Goku nữa. Đấy. Để mình đi học mấy cái skill nữa nhưng mà vẫn chưa gặp. Đắng thật. Rồi lấy lại cái này. Ok, bây giờ thì chúng ta bay ra chỗ của thần mèo nào. Được rồi. Thần mèo hướng nào nhỉ? À, đây rồi. Bây giờ mình sẽ bay ra chỗ của thần mèo nào. Mình sẽ để như thế này đi. Cho nó máu. Thực ra là khi mà chúng ta bay ở cái trạng thái thì kiểu là vận nội công ấy, thì nó vẫn chậm hơn bay của siêu Saiyan. Đấy mà chỉ hình như là chỉ bay được một lúc thôi sao ấy. Sét yếu thế. Chẳng nhẽ là phải vận công đi nữa. Ô lên được 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Ok. Đó, mình sẽ gồng lên như này bay cho sướng. Bay cho đỡ bị ngắt quãng anh em ạ. Đẹp. Chậm thế nhỉ. Chẳng nhẽ là biến sang siêu Saiyan bây giờ. Ok, đây rồi. Mình sẽ đặt cái hòm đồ ở đây. À, để như này là hơi hơi khó chịu. Mình điều khiển nó không quen. Đâu nhỉ, hòm đồ của mình. À, trước khi tự tay bóc dái thì chúng ta phải để lại đồ đạc để lo cho cái cuộc sống sau này nữa. À, sẽ để đây nhá. Chết thật, không 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 để được. Oh yeah. Không vứt thời gian đây rồi. Chết được, bay cao quá. Vận nội công quá kinh khủng nên là bay quá cao. Ở đây mình sẽ vứt đồ ở đây đi. Vứt tất luôn. Để lại cái đồng hồ hàng hiệu thôi để còn đeo cho để còn đi tán gái nữa. Biết đâu ạ. Thần vũ trụ nó có con gái thì sao? Đúng không? Vứt, vứt, vứt. Ok, vứt tất luôn. Và mình có nên... có cái gì đấy? Cái này... Ngọc Rồng à? Có phải Ngọc Rồng không? Cái này là cái gì? What the hell? Nhìn nó giống Ngọc Rồng vồn. Đập ra thử cái. Ồ, Ngọc Rồng anh em ạ. Nhưng mà... What? Tại sao Ngọc Rồng lại không 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 phát tín hiệu nhỉ? Hay đây là Ngọc Rồng lởm. Anh em có bao giờ nghĩ trong cái Dragon Ball Z này là có Ngọc Rồng đều không?
Nè, có Dragon Block này. Ngon, viên thứ tư luôn. Nhưng mà lại không phát sáng. Chắc là đồ đều rồi, đồ Trung Quốc rồi. Nhưng mà thôi kệ, có còn hơn không. Thôi cất à, bây giờ thì đánh dấu cái chỗ này vào cái. Không, quên mất. Cho màu mè cho nó nổi lên tí nhỉ. Color này. Trời ạ, nó không cho mình chỉnh cái màu ở đây chứ. Thôi, màu đếch đậm được. Rồi, mình sẽ đặt nó ở đây. Còn bây giờ thì tự tay bóc giải thôi. Q. Ok. Ơ sệt. Hồi sinh nào. Mình lại không bị mất đồ này. Các đồ lại nguyên vẹn luôn. Ơ nhưng mà đồ này nhìn nó hơi khác khác cả nha. Nó giống như kiểu là cái lần trước hay gì đó. Tại vì có một số đồ nó kiểu linh tinh này. Rồi kệ đi. Giờ đi. Ủa, mình chạy nhanh cái nhỉ. Đó, bây giờ đi gặp thằng ML này. Rồi kệ, mình không quan tâm đến nó nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra đằng sau thôi. Mình sẽ bay. Đây là con đường dẫn đến chỗ đó đúng không? Ok, bây giờ đi lên nào. Ồ, đường này xa phết nhỉ. Đường này quá xa luôn đấy. Holy shit. Quả đuôi rắn nó không biết dài bao nhiêu km ở đây. À, mình sẽ bay kiểu như này đi. Chúng ta bay để thăm thú. Quanh đây không có gì khác ngoài mình nghĩ vàng vàng kia. Chán vồn. Mình nghĩ phải có cái công trình nào đó hay ho một chút chứ. Đâu rồi, ủa xa thế. Mình không nghĩ xa, nó xa như này đâu. Thề luôn. Quả đuôi rắn này chắc là kiểu rắn thành tinh rồi. Dài như cái dây điện. Ôi dài thật đấy. Mình nghĩ chỉ làm một đoạn ngắn ngắn thôi để mình đi thôi. Ai ngờ lại làm dài như này. Không sao, dài cũng được. Mình sẽ bay dẫn cùng luôn. Ủa rồi, vẫn còn nữa ạ. Rắn dài này khi chúng ta đi mang đi thả diều cũng được đấy. Không phải đùa đâu. Đó, cái lúc mình bay ấy, thì cái đuôi của mình nó lại kiểu dựng lên ấy, dị vồn. Osly set. Ủa. Mình sẽ bay bằng sức mạnh của siêu Saiyan đi, bay cho nó nhanh. Bay xa vồn. À, thôi chắc là mình sẽ stun kit đoạn này luôn cho nhanh nhá. Vừa nãy mình đã quyết định là chúng ta sẽ không bay nữa vì nó quá tốn năng lượng đi. Và mình đã hết thịt rồi nên là mình đã đi bộ. Và sau khi đi bộ đến một cái nơi mà tự nhiên mình lại phát hiện ra bên dưới này có, đây này, có mấy thằng sống ở bên này luôn. Có đất các thứ. Còn đây hình như cái chỗ này đi xuyên qua được đúng không? Đây mình đã đi xuyên qua nó này. Đấy, nhảy qua được luôn. Ồ, bây giờ mình cũng biết là có chỗ này luôn đấy. Lúc đầu mình không để ý là bên dưới nó có gì đâu. Chẳng qua cái lúc mà mình chạy trên cái người con rắn này ấy, thì tự nhiên đi vào trong này. Đó, mình đã thấy bên dưới có gì đó. Chắc là bây giờ mình sẽ xuống xem là cái gì đây. Mình thấy hay ho ấy trưởng. À, đi xuống nào. Đâu rồi. Mình sẽ bậu ở đây một chút để thăm quan xem nó có gì không nhá. Để xem bọn này như nào. Mình thấy cũng hơi tò mò bọn này về bọn này một chút. Xem à. Mình chưa nhìn thấy bọn này bao giờ luôn và cũng không biết bọn này là ai luôn ấy. Cẩn thận không bị lạc mất cái thân rồng này thì chết. Thân rắn chứ. Đây có cái quặng gì này. Quặng để làm nồi gì. Cái quặng đỏ đây à. Thì ra là cái quặng đỏ nó ở chỗ này. Đào tí luôn. Cái quặng đỏ này chúng ta sẽ ghép nó thành thành cái gì tự nhiên mình đã quên mất. Mình đã vừa nghiên cứu cái quặng đấy. Thì ra nó ở đây. Đây giống như kiểu là bên địa ngục đúng không? Đúng rồi, chuẩn là địa ngục rồi. Đây rồi, để nó đánh mình không nhỉ? Nó không đánh mình. Mình sẽ ấn nút tab để tắt đi. Thằng này tên là Heo02 này. Heo02, vậy thằng nào là Heo01? Thấy cũng là Heo02 luôn, tận 2000 máu. Anh da đỏ. Đây là Heo01 này. Holy shit. Có anh da đen ở bên này, có cả anh da đỏ luôn ạ.
hình như bọn này nó cao hơn mình. Ồ, bọn này cao tận 3 block liền. Mình có 2 block thôi. Lùn đến nách của nó. Wow, ở đây đông quá nhỉ. Không biết còn gì khác không đây. Holy shit. Ở dưới địa ngục cũng có cả cây chứ. Ghê thật. Mình mà đánh bọn này chắc chúng nó xông là chúng nó thông đít mình chắc chết mất. Nên mình sẽ không đánh nhau đâu. Dĩ hòa vi quý. Quanh đây ghê nhỉ. Bây giờ mình biết là có chỗ. À thôi, không rảnh nữa, mình chắc là té đây. Mình sẽ tiếp tục hành trình thôi. Mà nói chung là bây giờ mình sẽ không đi gọi là lạc rồi. Mình sẽ không bay nữa mà chúng ta sẽ đi bình thường thôi. Mình sẽ bay bằng cân đổ vân cho nó nhanh. Ok, và hẹn gặp lại anh em khi mình đã đến được nơi của thần vũ trụ nha. Ok, đây rồi. Có đúng không? Có đúng, đây là chỗ của thần vũ trụ nhỉ? À đây rồi, Step Up King Kai này. Hình như là đúng rồi sao ấy. Tại vì đến đây là cái đuôi nó bị đứt rồi. Đây này. Đấy, cái đuôi nó chỉ đến đúng đoạn này thôi. Đây rồi, mình sẽ bậu vào đây, hỏi thăm sức khỏe thanh niên này một tí vậy. Đó, ui rồi. Chết thật. Tự nhiên ấn nhầm nút. Hai. Ui rồi. Tên thanh niên là King Kai. Đúng rồi, chắc là thần vũ trụ chuẩn luôn rồi. Thế còn cái này là cái gì đây? À, bể máu à. Ghê nhỉ, không biết là mình bậu vào đấy thì có được cái gì không nhỉ? Đây có đường đi này, có đường luôn này. Vào trong nhà xem có lá liếm gì không. Thần vũ trụ mà chắc là giàu lắm đây. Sệt, nhà không vườn trồng luôn. Không có gì bên trong để mình lá liếm cả. Nhà lại còn bịt cả cửa nữa thế này. Vãi trưởng. Ô, thanh niên này chơi dị nhỉ. Nhà lại bịt cả cửa luôn này. Thôi, học skill đã. Đây là Key Blast, chúng ta sẽ học cái Spirit. Mình phải đọc là Spirit Bomb. Mình đọc là phiên âm tiếng Việt luôn cho nhanh. Để xem nào. Học chưa? Hình như là chúng ta học rồi. Học rồi đó. Tự nhiên bị trừ cái deck gì đây? What the hell? À hình như là trên này trọng lượng. Trọng lực chứ. Rồi hình như là trọng lực nó nặng hơn nên là chúng ta bị lún xuống đấy. Đâu rồi nhỉ? Cái skill. Đây rồi. Chúng ta đã có thêm một cái nữa. Nó là cái gì đây? Spirit Bomb. Thôi nhưng mà Spirit Bomb. Sao không thấy cái biểu hiện của cái skill đấy nhỉ? Mình thử gồng lên phát xem nào. Rồi, 50% thôi. Để ra test skill cái. Đây rồi. Cái này hơi khó nhìn hay sao ấy. Mình thấy hơi khó nhìn. Giờ thử vận đã. Bắn ra xem nó hình như gì đã. Plants and the animals. All living things. Hình như là chúng ta không được bắn trưởng ở đây sao ấy. Không sao. Học sau vậy. Để xem nào. Trên đầu mình có cái vòng nguyệt quế đẹp bồn. Thực ra đó là khi mà chết rồi thì mình có cái vòng đấy thôi. Học rồi đúng không? Mình đã học hết rồi. Bây giờ thì cái dưới. Gold form Kaioken. Cái này chưa này. Cái này học. Cái này tận 50k liền á. Ách trưởng thật. Difficult to normal. Rồi tốt nhất là chúng ta không nên ấn lung tung. Chỉ learn skill thôi. Gold form như kiểu là hóa thành chúa à. Đúng không? God là chúa mà. Thì chắc là hóa thành thần rồi. Đây là kiểu thần rồi, ok. Thế thì lại phải xin phép anh em mình lại phải cheat thêm rồi. Cheat thêm 50k nữa. Ok. Thế thì mình học được chứ không thì không đủ tiền. Ui rồi, để xem nào. God form nào. Để xem God form của mình sẽ trông dư nào đây. Sệt trông vẫn bình thường. Chắc là mình phải sử dụng nội công hay là cái nồi gì đó thì mới được rồi. Đâu rồi, God form của tôi đâu. Đây là skill này. Đây Kaioken Super Form này. God Form level 1 mà không cộng được. Đủ Max là 10 skill. Mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi. Cái God Form này không lên được level nữa à. Có, không tăng được này. Đắng rồi. God Form, để xem nhá. Bây giờ mình sẽ thử gồng lên cái God Form này như nào nhá.
Rồi gồng lên full 100% luôn. Đù đuối rồi, lên có 75% chứ. Bây giờ là G. Ui rồi. Ui rồi, cái tóc của mình ở trong khốn vãi. Ui rồi, đuối rồi. God form của tôi đâu? Sệt. Vãi trưởng quả tóc của mình, anh em nhìn thấy không? Quả tóc bổ lúa của mình bây giờ đã tóe đằng sau rồi, trông thốn vãi. Trông thốn vãi trưởng luôn. God form, trời ơi, God form như thế này sao? À đúng rồi, mà bây giờ mình mới để ý nhá. Khi mà mình biến thành siêu Saiyan ấy thì cái đuôi của mình cũng đổi màu luôn. Ngon. Ngon vô. Rồi chắc là ông này cũng hết vẹo rồi đúng không? Cái nước này không biết nước gì đây, tốt nhất là mình không nên động vào. À cái này là ấy đây, cái này là cái để luyện thôi. Rồi chắc hết rồi, thôi bây giờ té thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ bay về theo phong cách của siêu Saiyan cho nó máu. Còn chỗ của ông thần kia thì next thôi. Tính ra là cũng xa phết đấy. Thì ra là cái chỗ này mình chỉ bay được một ít thôi. Holy shit, God form của tôi. Đáng lẽ mình phải cộng lên được nó. Hơi tiếc. Rồi chắc bây giờ mình sẽ đi bộ sang. Và chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ của thằng gì nhỉ. Tự nhiên lại quên mất tên rồi. Thằng Pocolo à. Rồi mình nói chung là quên mất tên nó rồi. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại chỗ của cái ông Diêm Vương đã nhá. Rồi đây rồi, mình đã gặp lại được Diêm Vương yêu vấu. Thì bây giờ là chúng ta sẽ chọn cái nào đây, cái trên hay cái dưới nhỉ? Đúng rồi. Mất hết đồ luôn này. Không sao, chuyện nhỏ. Không biết mình còn skill không đây. Vẫn còn nguyên skill luôn. May vồn. Ok. Và để xem nào. Mình vẫn còn nguyên mấy cái Kisen. Cái Kisen mình học cũng lại học được nữa này. Ngon. Tự nhiên lại mất hết đồ chứ không sao. Dù sao thì mình cũng không cần mấy cái đống đồ này lắm, tại vì mình đã cất đồ đi rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nhảy xuống đây đi. Cái what the hell gì đây? Mình cứ tưởng nó là cái gì. Ở bên dưới này cũng có này. Ở bên này cũng có luôn này. Hình như là cái đồng hồ này cho mình nhìn được cái gì đó đúng không? Hình như là đo sức mạnh của cái con gà này. Thử bỏ cái đồng hồ này ra xem có nhìn được không. Vẫn nhìn được ạ. Vứt ra vẫn nhìn được luôn. Thôi đeo vào cho nó chất. Đâu rồi? Cái spawn mình để đâu nhỉ? Phải gồng lên thôi. Nó bên này chứ. Đây rồi. Mình sẽ ra lấy lại đồ của mình. Đó, phải tỉnh như thế chứ. Rồi, lấy lại đồ là ngon rồi, bây giờ chúng ta xóa thôi. Sau khi đã học được khá là nhiều. Rồi, cất. Ui, bây giờ đồ mình nhiều hơn bao giờ hết. Kiếm này. Cái này này. Lấy cái này xuống, kéo cắt tóc mình sẽ vứt lên trên. Cả cái đồng hồ hàng hiệu nữa, vứt lên trên luôn. Rồi, bây giờ là ra chỗ của ấy thôi, bây giờ chúng ta sẽ tiến. Cái này có nên lấy lại không? Thôi không lấy lại đâu. Bây giờ từ mình bay lên. Đó, bây giờ chúng ta sẽ ra chỗ của Cell đâu rồi? Cái thằng Cell đâu nhỉ? Thần mèo này. Đây rồi, Cell Master. Đó, để xem nào, đi vòng vòng quanh xem có gì hay ho không. Lần trước mình đi qua chỗ của Cell thì chưa gặp được nó. Không biết lần này như nào. Đâu rồi, mình còn chưa thử skill nữa. Mình sẽ ra thử luôn. Đợi xuống chỗ của Cell mình sẽ thử. Đương nhiên là không đánh nhau với nó rồi, tại vì mình đánh nhau thì chắc chắn là mình thua. Thằng đấy tận 40 mấy nghìn máu cơ mà. Mình phải bút đến đợt thất thì chắc là bằng được nó mất.
nên là thôi mình sẽ không đánh nhau với nó đâu, không ngu, mình tỉnh lắm, ra để xem nó có ở đấy không, tại vì lần trước chúng ta đi qua ấy, thì vẫn chưa nhìn thấy thằng Seo nó ở đấy, nên là cũng hơi nguy hiểm ấy. Đây rồi, gần đến chỗ Seo rồi, bay nhanh nhanh tí vậy. Đó. Không thấy nó đâu nhỉ? Đó rồi, hết năng lượng rồi, đầu Seo rồi. À đây 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 đây, anh đây rồi. Không biết đến gần học hỏi thì có bị. Don't stand in my way if you care for your health. Ủa hồi 11.000 máu. Phê. Gấp 3 lần máu mình luôn. Thế chơi bời gì? Đây này. Nó còn đánh chết cả mấy con bò nữa. Rồi vừa thấy mấy cái đây vừa thấy mấy cái da ở đây xong. Chắc chắn là xèo giết rồi. Nguy hiểm thật. Thanh niên. Ủa à, ngọc rồng anh em ơi. Ủa ngay chỗ xèo ngọc rồng luôn này. Ngon phê. Đây là viên thứ mấy rồi? Ủa, viên thứ 5 rồi, còn thiếu 2 viên thôi. Chắc là cố gắng tập sau đi. Mình sẽ đâu rồi nhỉ? Mình sẽ cố gắng đi tìm nốt một viên, 2 viên nữa để chúng ta sẽ triệu hồi ngọc rồng. À đâu, triệu hồi rồng lộn chứ. Làm sao mà triệu hồi được ngọc rồng nhỉ? Và chúng ta có hai loại rồng đúng không? Hai loại ngọc rồng, một là ngọc rồng bình thường và một ngọc rồng là ngọc rồng Namek. Tức là chúng ta phải tìm ngọc rồng đấy ở thế giới Namek. À đây đây, tại sao lại không nhìn ra nó? Ô xét, không đập được. Tu. Cô nó chơi mình à? Ô trôn rồi, ngọc rồng này. Ô, không đập được này. Ô vãi trưởng, không đập được luôn. Dị thế. Thôi cứ kệ cái này đây nhá. Tại vì cái viên ngọc rồng này mình chả hiểu sao không lấy được. Nên là cứ coi như là mình đã lấy được thêm một viên nữa. Tức là chúng ta có 5 viên đi. Chắc là bị lag hay gì đó, tí nữa thì mình sẽ kiểm tra lại. Còn bây giờ thì mình sẽ test skill cho anh em đã. I call upon the trees and the water, the sun, the moon and the stars, the plants and the animals, all the living things. Let me share your power. Khoảng là còn đợi một giây, ok. I call upon the trees and the water, the sun, the moon and the stars, the plants and the animals. All living things. Chắc là nó bắn là cái gì đó. Let me share lắm. Your bây giờ thì đi kiếm chỗ để chúng ta làm nốt nhiệm vụ nào. Tự nhiên không lấy được viên ngọc rồng chứ đáng bồn. Bây giờ thì mình sẽ đi kiếm chỗ nào đó rộng rộng một chút để mình sẽ làm nốt cái nhiệm vụ. Ok. Rồi và mình đã chọn chỗ này ở ngay gần chỗ của Seo thôi, nó ở ngay bên dưới đó. Trước khi đó thì mình đã chuẩn bị một ít thịt bò để chúng ta thịt bò gác bếp ấy để hồi lại cái năng lượng. Ok. Còn bây giờ thì đánh luôn. Mình không kiểu thích chần chừ nhiều. Trời ơi, cái God Form, bây giờ mà mình lên God Form 6 nhỉ? Quá đỉnh. Mình có nên tạo thêm một cái skill nữa không? Tại vì mấy skill này chờ hơi lâu. Đó, tạo đi, mình tạo thêm cái nữa đi. À, cái này là đích hết rồi đúng không? Wave Blast. À, cái này đi. Fast. Cái này như nhau luôn. Mình sẽ để là Fast Damage. Đàm mắc luôn đi. Còn cái này effect là yes color, để màu xanh là cây nhá, vừa đủ luôn, vẫn còn đủ. Hy vọng chúng ta sẽ có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ. Ok, như vậy là đã đủ 4 cái rồi. Bây giờ thì quất nào. What the hell. Mình sẽ không ui cho nó bay theo mình luôn này. Cái gớm chết thật. Né. Đó, bướng à. Bây giờ thì chuyển. Ok, bây giờ mình sẽ gồng lên thôi. Không biết đang gồng đó né được này. Bướng à. Ui. What the hell. Ôi, chết rồi. Cái skill này nó đang hồi rồi. Liên tục quấy, liên tục né ra như này. Chết. Rồi, ui chết luôn kìa. Phê, nào thằng thứ hai đâu. 5 anh em siêu nhân cơ mà. Né, anh em thấy mình kinh chưa. Gớm mặt chưa. Mình không hóa siêu Saiyan là có ý đồ cả đấy. Không phải là dẫn chơi đâu. Rồi bây giờ mình sẽ gồng thôi. Ui chết. Anh bây giờ là tỉnh lắm. Nào thằng này vừa bắn mình đúng không.
Yếu thế này. Wow, cái Keyblast yếu quá. Ui, mày quá, nó bắn thấp. Không chỉ hit rồi. Ồ, vẫn chưa chết kìa. Hay trâu thế. Ăn đã. Né. Ui, may quá anh em ạ. Đấy, mình sẽ để như này đi. Đợi nó bắn ra mình. Đó, trời. Đánh nhau phải thế chứ. Rồi, ok, bây giờ thì Kamehameha nè. Kamehameha mình sẽ thiếu đốt này này. Chết tiệt. Rồi, một bé nữa. Bây giờ thằng thằng thứ mấy đây? À, đây rồi, đến nữa thằng này. Rồi, Keyblast đi. Đó, nó chỉ hình như nó chỉ biết một skill thôi sao ấy. Ôi, thải tận 800 máu liền. Ok. Ui, chết chết rồi, ngu người. Mình cứ hay bị nhầm kiểu skill ấy. Thế là bắn nó hơi hơi khoai một chút. Né. Ui. May mình né kịp. Đấy rồi. Chém chay luôn. Phải hit lên mình luôn rồi. Rồi một bé. Còn một thằng nữa đúng không? Thằng này hình như là thằng cuối là bá nhất hay sao ấy. Ăn hồi lại đã. Rồi còn đúng thằng nữa rồi. Quả này thì mình sẽ vận lên khủng khủng một chút. Rồi mình nghĩ là 45% là đẹp lắm rồi. Ok. Thầy ơi sao không đánh mình. Bắt đầu bây giờ. Hình như bây giờ nó mới nhận ra là nó đang đánh nhau rồi. Từ đấy là nó không để ý. Ôi cái skill vẫn lâu thế. Né. Ủa may quá. May mình né được ở đấy không rip mẹ rồi. Nào hồi nào. Úi. Ok. Bây giờ chuyển đến Kamehameha rồi. Nó bắn mình từ nãy giờ hơi nhiều. Đúng là 100 máu. Rồi, yes. 1.000 cân 5 luôn. Phê, nhưng mà không biết nó có thưởng cho mình cái gì không đây. Cuối cùng thì nhiệm vụ trả thù 5 anh em siêu nhân cũng đã hoàn thành. Và chắc là video này mình sẽ tạm dừng ở đây thôi. Và nếu như anh cảm thấy thích series này, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì, bye bye.